Hello mọi người nha, lại là Toàn đây. Thì hôm nay cập nhật xong mọi người, mình sẽ chỉ cho mọi người cách mà lấy cái mũ que kem với cái cây nổ vani nha mọi người. Thì cho những ai chưa biết không nha, ai biết rồi thì bỏ que nha mọi người, ai chưa biết thì cứ vô làm theo để có nha mọi người. Đấy, thì mọi người xem video thì thấy hay thì nhớ like và share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Rồi trước khi thì ai mà chưa biết cái chỗ đó thì bật cái bản đồ lên đấy, xong rồi tìm kiếm cái vanilla này đó mọi người. Đấy, đi tới ngay cái nói đồ vô trong đó nha mọi người, để nó ở ngoài sau mình. Rồi để mình đi vô nha mọi người. Thì mọi người xem video ấy, chia sẻ cho bạn bè xem này để ủng hộ mình nha mọi người. Càng nhiều người xem mình càng có động lực làm những video hay, làm những video hướng dẫn này, làm những video review nhà này, làm những video review nhân vật này. Nói chung mọi người muốn mình làm video gì mình sẽ làm video đó nha mọi người. Rồi cứ việc comment xuống dưới. Đấy, việc của mọi người là chỉ việc comment xuống dưới, việc còn lại cứ để mình lo. Rồi, đây lần đầu tiên mình vô đây luôn mọi người, vanilla. Đấy, xong rồi mọi người vô đây gạch cái bài vani. Đây, bắt tay luôn mới chịu chứ. Đấy, xong tôi qua khúc này nha mọi người. Rồi, để mình đi lại ngay chỗ cái bài vani đó nha mọi người. Để mình nhận, không phải, bài đó không phải, qua bên này mới đúng chứ. Qua bên này, qua bên barcode này, xong mình nhận nhiệm vụ đi tìm 5 cái que vani nha mọi người. 5 cái cục kia này. Đây, có cục kia đây ta, que fan gì đây, đây lượm nha mọi người, 5 cái này là đủ nha. Đấy mọi người cứ việc đi lượm 5 cái này đi, xong quay lại là nhận được cái mũ que kem liền. Rồi rồi đủ rồi nha mọi người, là đã nhận nha. Quay lại chỗ cũ đấy, mũ que kem vani. Đấy, xin lỗi mọi người. Mọi người thấy nhìn đẹp không mọi người? Quá là đẹp luôn ấy. Bạn với cá màu trắng nữa là quá hồn mọi người. Rồi. Đấy rồi, cái này thì bỏ qua luôn mọi người. Tiếp theo là lại chỗ bên cái ông gì? Ông bom này đã nhận cái que nổ nha mọi người. Rồi, ông kêu mình đi kiếm cây kem vani thì bắt đầu mình đi theo cái mũi tên rồi mọi người. Đó, lại trong góc này là nó tự có kem mà mọi người. Đó, đó lại là nó tự có kem mà. Không ngờ mình đi lại chỗ ổng là bắt đầu mình nhận được cái que nổ thôi mọi người. Đấy, bạn nào mà chưa biết thì có thể làm theo để nhận nha mọi người. Còn bạn nào biết rồi thì thôi nha mọi người, lướt qua nha mọi người. Còn mọi người xem video thì thấy hay thì nhớ chia sẻ cho bạn bè, chia sẻ cho những ai mà chưa biết để vô làm theo để nhận nha mọi người. Đấy, nói chung nào xong rồi mọi người, để mình đi ra mình bận thử cho mọi người xem có đẹp không nha. Phải bận chứ mọi người, ui có đồ mới mọi người, nhắn lộn. Rồi vô đây, đây cái mũ này mọi người, đẹp chưa? Nhìn đúng xịn mọi người, có chung cũng đẹp ấy, đồ miễn phí mà, chơi gì nữa. Như vậy là đẹp rồi, để mình lượm cái cây que nổ. Đây, cây que nổ này mọi người, đấy. Rồi clip ở đây cũng giờ rồi, bye bye mọi người nha.